chịu được không? Ăn thì còn đòi hỏi đúng không? Sợ sẽ đi ăn thì cần đòi sáng. Tối đấy. Ăn đâu em đi ăn thôi. Sợ cái gì kia nhỉ? Min hôm qua đâu rồi nhỉ? Hai thằng kia đâu? Cái kia chín chưa? Min qua đây. Cái này á? Chín rồi, đun gỡ cho tôi ăn. Min ơi. Cái gì kia? Cá hấp xì hầu, xì dầu. Đào. Luộc xì rau, không phải là hấp. Luộc. Đây là luộc xì rau. Đi qua đây. Sao mình bác quản nó gọi là hả? Tôi ăn. Mọi người thôi mấy em cắt đi. Quản này, đợi điện không, không, không. Không. Con em đi, con em đi. Thôi đợi điện tí. Thôi chăm mong đợi cho em đến trước, nhanh. Có đi là vừa. Có ai đi kệ. Còn cái chủ nhà này cứ làm đứng trước đây. Lá xung thì hơi non. Non được sao? Non chẳng ngon, chị. Non được à? Già mới bùi á? Lá tật mới ngon. Trên này chị vừa lên thì hai lá à? Bé không làm luôn. Anh đi ví tiền lên được 2 con cá chua này, như này cầm về hấp xì dầu. Đó, cầm nước không cầm. Cá chua hấp xì dầu. Không ăn. Cái bé không khoa, thế này có cái món này rồi, em làm thêm cái món này nữa. Đó không ăn anh cũng bỏ chứ còn bấy con nhiều đấy à? Sổ dĩa ao hay là... 5 phút đồng hồ được 7-8 con cá chuối. Dĩa đồng hay dĩa ao? Đó là ao em. À ao thì tưởng dĩa đồng lắm thế. Đồng sao quá này. Đồng nào anh đồng bây giờ? Con đi lấy cơm ăn không về? Con này cũng phải 7-8 nẹo. Nuôi mình nuôi. Nuôi ao tùng đó, ao mình cũng cho nó đi. Ao tùng đó đi nhỉ? Ao tù ấy. Bảo ăn cái này. Nó một cát tuần đấy. Rồi em uống 1-2 chén rượu luôn đâu nhỉ. Cô lấy cả cá em với cả gì. Chưa làm, chưa làm đâu. Tuấn, anh gọi anh Tuấn. Ăn đi. Tuấn đi. Con gì vậy? Sao phải để nhanh nhỉ? À, thịt rang à, món sở trường của thằng Bin là ngon. Ui, to quá đi rồi. Tuấn nói đi. Nhỏ thôi. Chín rồi, gì đấy đúng không? Chín rồi, thôi nhỏ thôi. Ăn thì ai cũng nào cho rau vào thôi. Người nha.